Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cách tách các sheet thành các file. Ví dụ mình ở đây như thế này, ở đây mình có một file gọi là danh sách học sinh, đúng không ạ? Mình có rất nhiều sheet ở đây, mình thấy ví dụ ở đây là tầm 8 sheet ạ, gồm các sheet 1, đây là sheet của mình, là mỗi sheet là một danh sách học sinh của một lớp, ở đây từ lớp 1 đến lớp 2, đây mình có tổng cộng 8 sheet. Bây giờ giả sử mình không muốn để thành 8 sheet nữa mà mình chuyển thành 8 file, mình muốn tách thành 8 cái file thì mình sẽ làm như nào? Thì mình sẽ demo trước các bạn cái code, cái chương trình tách. Đây là mình có gì ạ? Chương trình ở đây của mình sẽ là tách sheet, ở đây mình có một cái file danh sách học sinh. Bây giờ mình sẽ tách thành 8 file là 1A 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D. Thì mình chỉ cần kích cái nút tách. Ok chưa? Các bạn đợi một lúc, chương trình sẽ tách thành 8 sheet ra, chúng ta cùng xem. Ok, đăng. Được chưa? Mình sẽ kiểm tra đây, nó sẽ thành 8 file riêng lẻ. Mình sẽ mở một file để test. Ok ạ, đây một sheet đúng không ạ? 8 sheet sẽ thành 8 8 file, mỗi file là một sheet. Và tên tên file sẽ là tên của cái sheet đó. Đúng không ạ? Tên file sẽ là tên sheet. Được chưa? Vậy cái code VBA ở đây mình sẽ làm như thế nào? Mình giới thiệu các bạn cái code VBA. Ở đây mình sẽ code của mình sẽ là gì ạ? Tên mình đặt tên là tag sheet. Đầu tiên mình xin lỗi, mình xóa cái này đi. Cái này lại thừa. Vì khi mà mình tag sheet thì nó sẽ chạy từ sheet 1, thì mình sẽ để cho nó update, screen update, tức là không bị nháy bằng fail. Và để tránh tình trạng khi mình có gặp một số trường hợp cái file sheet của mình khi mình lưu ấy, mình sẽ hỏi yes hay no ấy, thì mình bỏ cái trường hợp đấy, mình mặc định là yes thì mình cho cái alert này bằng fail, tức là mặc định, theo mặc định. Thì để xếp các sheet thành file thì các bạn phải có một cái biến sh, đây là sẽ là chính là các sheet. Và sau đó mình sẽ chạy từng sheet một đúng không ạ? Sheet 1, 2 và 4, 5 này. Chạy từng sheet 1. Với để tách thành từng file thì đầu tiên các bạn gì ạ? Với một từng sheet một thì các bạn dùng lệnh copy, sau đó các bạn dùng lệnh gì ạ? CVS. CVS thì nó có rất nhiều cái tham số. Ở đây mình quan trọng mất là cái tham số gì ạ? Tên file và định dạng của file. Ở đây tên file thì các bạn gì ạ? Đường dẫn thì các bạn phải lưu rõ cái đường dẫn của nó. Đường dẫn của nó sẽ trùng với cái đường dẫn của cái file chúng ta cần tách, được chưa? Còn tên file sẽ là gì ạ? Tên sheet như vừa mình nói là gì ạ? Dụng mình sheet gì ạ? 1A thì tên file sẽ là gì ạ? 1A đúng không ạ? Thì tên file sẽ là trùng với sheet, thì chúng ta sẽ là gì ạ? Sheet name. Còn định dạng ở đây mình muốn chuyển định dạng thành gì? XNSX. XNSX được chưa? XNSX thì chúng ta gì ạ? Cái đây sẽ mình sẽ là mặc định con tham số của nó sẽ là 51. Thế bạn chuyển sang XDSM, tức là định dạng có cả macro, thì các bạn sẽ là 52. Còn XDSB, đây mình sẽ nhớ ghi chú như này, 51 sẽ là gì ạ? XNSX 52 sẽ là XNSM. XNSM 50 sẽ là XNSB. Các bạn muốn xếp vào sang dạng XNS thì là 56 ạ. Còn không thì các bạn sẽ là 6 với CSV phải tích. Được chưa? Thì tùy mỗi định dạng bạn muốn xếp. Đây mình là XNS thì mình sẽ là 51. Khi xếp vào thì các bạn sẽ định cái mặc Active Workbook sẽ là cái chính là cái gì ạ? Cái file chúng ta sẽ xếp, thì chúng ta cần về cloud đi. Tương tự với các sheet khác chúng ta làm tương tự. Khi chúng ta gì ạ? Chúng ta đã bỏ chế độ nháy màn hình thì chúng ta phải bật lại theo mặc định và thông báo mặc định. Cuối cùng chúng ta đưa ra thông báo là gì ạ? Hoàn thành cái việc là gì ạ? Tách các sheet thành các file. Đúng không ạ? Code cực kỳ đơn giản. Được chưa? Đấy. Bây giờ mình muốn tách thành gì ạ? Bây giờ mình test cho các bạn luôn, tách thành gì ạ? XLSM. Các bạn chỉ đổi thành gì ạ? 522.
Thì mình sẽ xóa những cái này đi, xml. Ok chưa? Mình sẽ chạy cái phần tách này để test cho các bạn là phải là xml không. Các bạn đợi kiên nhẫn vì là cái này done. Các bạn vào file xml, các bạn nhìn chưa? Rất đơn giản phải không? Các bạn để ý này, khi mặc định của nó ấy, thì khi mà các bạn tách thành như thế thì cái tên file này, tên file sẽ là trùng với tên sheet, và cái sheet nó vẫn giữ nguyên này, là 1A. Nhưng bây giờ bạn muốn tên sheet nó thay đổi cùng định dạng, ví dụ như là data hoặc là sách học sinh. Các bạn, bây giờ mỗi file là một cái gì ạ? Tên sheet nó là gì ạ? Là sẽ trùng với tên sheet, nó vẫn giữ 1A, 1B, 1C. Nhưng bây giờ mình muốn gì ạ? Nó cùng một cái tên, khi tách ra nó cùng một cái tên thì chúng ta sẽ làm như nào? Thì các bạn sẽ gì ạ? Dùng cái tách cuxi 1 này, thì mình sẽ demo trước các bạn là gì ạ? Code đây sẽ là gì ạ? Tên sheet các bạn được mặc định là gì ạ? Bây giờ mình xem tên sheet là sheet là data hoặc là danh sách học sinh, đúng không ạ? Mình mặc định data thì các bạn như thế nào? Mình xóa này đi, và mình sẽ gì ạ? Phần mình chạy trước các bạn, tách 1, ok, data. À, mình sẽ chạy trước cho các bạn để xem. Đăng khi thế, ví dụ 1A tên sheet này giờ sẽ là data, đúng không ạ? Chứ không phải 1A, 1B, 1C nữa. Để làm như thế, hoặc mình tùy các bạn, để bạn muốn tất cả file cùng một cái tên tên như nhau ấy, thì các bạn sẽ làm như nào, thì mình sẽ giới thiệu các bạn code như sau. Chúng ta thấy có một cái biến gọi là file name. Như thế thì ví dụ là cái file name này, khi bạn tên thì là các bạn lưu tên file sẽ là tên sheet, đúng không? File name, đúng không ạ? Nhưng đồng thời bạn muốn đổi tên sheet thì các bạn phải diện cái sheet name này sẽ thành data, đúng chưa? Cái sheet name bạn muốn đầu tiên là các bạn đổi cái tên sheet name này sẽ là data trước, sau đó bạn copy, các bạn gì ạ? Xếp lại, khi xếp lại xong thì các bạn gì ạ? Đổi lại tên sheet thành cái tên ban đầu mặc định, được chưa? Đúng không? Bây giờ tên mặc định ví dụ 1A, đúng không? Thì bạn đổi tên thành data, sau bạn xếp lại xong rồi thì các bạn lại gì ạ? Đổi tên lại cái tên sheet cho mình, đó là chính là 1A, được chưa? Tức là bạn có một cái biến trung gian file name để lưu lại cái tên sheet, sau đó là gì ạ? Sau khi đổi tên sheet rồi chúng ta đổi lại tên sheet cho cái file gốc là được, được chưa? Đấy, rất đơn giản, đúng không ạ? Các bạn bây giờ bạn không muốn đổi là data nữa, ví dụ bạn muốn gì ạ? Danh sách học sinh, sinh chưa ạ? Thì bây giờ bạn muốn folder này chúng ta gì ạ? Xóa đi, bạn chạy, cái này thì nó phụ thuộc vào cái dữ liệu của mình và số lượng sheet của mình. Đây các bạn, danh sách học sinh, các bạn gì ạ? Cái file gốc thì chúng ta vẫn gì ạ? Vẫn giữ được cái tên 1A, 1B, 1C, 1D. Đấy, vậy là video này mình giới thiệu các bạn cách gì ạ? Tách các sheet thành các file, và đồng thời giới thiệu các bạn gì ạ? Cách gì ạ? Đổi tên sheet cho tất cả các file cùng một tên. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi.